chuyện tình báo Mời các bạn tiếp tục đón nghe Tập truyện phản gián Cuộc đời tên biệt kích Phần 3 Kính và phả Hai người đã uống hết hai chai bia lớn Và vẫn không thứ chị hai đả động gì Đến việc cho người ra tiếp khách nên đứng ngay dậy, ra chỗ quầy hàng và nắm lấy cổ tay chủ tiệm, mắt trợn lên, nói gần giọng. "Chị Hai, nghe nói chị Hai có nhiều em mới lắm, chị giới thiệu cho hai em. Nếu chị Hai không có em nào ra tiếp, chúng tôi sẽ ở đây cả ngày hôm nay." Chủ tiệm chưa kịp trả lời phả thì một người trong bọn kia đã đứng lên, tiến đến chỗ phả, nói như ra lệnh. "Ngày hôm nay có người bao hết cả rồi. Hai anh uống rượu rồi đi nơi khác thì hơn." rồi khẽ hất nghiêng đầu, rất điệu về phía chủ tiệm. Lấy thêm rượu và thức nhắm cho hai anh đi. Tiền chúng tôi sẽ trả tất cả. Nhưng nửa giờ nữa thì không được để ai ở đây. Phả cười nhăn nhở. Cảm ơn ông anh, chúng tôi không phải là không có tiền. Trái lại, có đủ sức mời tất cả mấy ông anh cùng vui chơi với hai chúng tôi là khác. Nếu quả thật chị hai không có em nào, thì chị hai phải ra tiếp rượu và xin lỗi ông bạn tôi ở đây vừa nói và vừa nắm lấy tay chị chủ tiệm kéo đi. Người đàn ông kia đã chặn ngay tay phả lại, mắt gườm gườm nhìn hắn. Đừng làm thế anh bạn, không hay. Tính phả rất ngổ ngáo, thấy có người can thiệp vào việc của mình, liền hất mạnh tay người đó, nhìn hắn giận dữ. Người kia cũng không phải tay vừa, hắn vẫn thản nhiên lấy thuốc ra hút, đứng hơi xoạc chân, lim dim đôi mắt nhìn phả qua lạt gói thuốc hai người như hai con chó sói tranh nhau mồi. bề ngoài họ tỏ vẻ thản nhiên, nhưng bên trong đang giữ miếng dính nhau từng cử chỉ. và biết đã gặp phải tay không kém, nhưng hắn vẫn cậy mình là người của lực lượng đặc biệt, và từ trước đến nay hắn không chịu lùi bước trước ai bao giờ, nên đưa mắt nhìn từ đầu tới chân đối thủ để đánh giá lại nhận xét của mình. một lúc sau hắn bỗng cười phá lên và nói thế thì ông anh không bao cho được hai em à chúng tôi cũng chẳng còn ở lâu ở cái đất Sài Gòn này làm gì lúc bây giờ sẽ nhường tất cả cái tiệm với chị hai cho các ông anh và vừa nói vừa nghịch ngợm lấy ngón tay búng vào mũi chị chủ tiệm mọi lần thì được đấy nhưng hôm nay thì không thể nào nhường lại được hắn vừa nói dứt chữ được thì đã thấy đom đóm mắt nảy lên choáng váng lùi lại vướng phải cái ghế ngã lăn ra sàn và đã thừa lúc hắn bất ý đấm một quả thật mạnh vào giữa mặt hắn và khi thấy hắn ngã liền nhảy đến định dẫm chân lên mặt rồi đánh tiếp thấy tình hình có vẻ gay go từ trước kính đã luôn thọc tay vào túi quần để đề phòng bất chắc khi thấy phải đánh ngã người kia kính liền đứng phật dậy chạy đến giúp sức với vả trong khi ấy kính vẫn liếc mắt để ý bọn người ngồi ở góc phòng Thấy chúng cũng đứng vùng cả dậy Có tên nhảy đại lên bàn xông tới Có tên cúi xuống Nắm lấy chiếc ghế vùng lên Kính thoáng thấy một người vung tay Ném về phía mình một vật gì liền cúi thấp đầu xuống tránh Nhưng phả đã bị trúng vào mặt Chiếc chai rượu Mà người kia vừa ném tới Làm cho phả bị thương ở đầu Đủ để cho máu chảy xuống Ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng Trước sự việc xảy ra quá bất ngờ Kính vội rút súng ngắn Bắn một phát thị uy lên trần nhà và lại đỡ lấy vả. Máu me và rượu chảy đầy mặt, nhưng ngay lúc ấy, Kính vội buông vả ngã ra đất, đạp đổ cái bàn, lao mình ra ngoài cửa. Vì thấy bốn nòng súng đen ngòm đã chĩa vào mình. Nhảy mấy bước sang qua đường bên kia, Kính vội chui vào một chiếc xe taxi, dục tài xế cho xe chạy ngay. Xe vụt lao lên phía trước thì đằng sau Kính có mấy tiếng súng nổ và tiếng người hô đuổi theo. Kính vội dí súng vào sườn người tài xế bắt cho xe lên tốc độ hơn nữa. Và chỉ mấy phút sau, Kính đã trở về đến nhà. Vừa xô vào cửa, Kính suýt nữa và phải hai đứa con đang đùa nghịch dưới đất. Anh thấy nhà vắng vẻ, biết là vợ đã đi chợ nên không buồn thay quần áo. Rồi lên giường nằm vật thử người, nghĩ đến chuyện không may vừa xảy ra, làm Kính mất vui và còn lo cho phả. Không biết vào tay bọn chúng thì tính mạng ra sao. Kính đoán bọn đó tất cũng phải là loại cọp Nên mới hống hách và ăn chơi như vậy Kính cứ nằm im lặng như vậy Trong lòng cảm thấy trống rỗng Không biết sẽ phải làm gì nữa Trong cuộc sống như thế này Một tiếng sau Thấy có tiếng ô tô xịt đỗ trước cửa Kính giật mình nhỏ ngay dậy Tay đã nắm chặt khẩu súng Cánh cửa mở toang Đại úy An đang dìu phả đi vào Đầu phả cuốn băng trắng xóa mặt hắn nhăn nhó. Nhưng khi thấy kính đã ở nhà, thì hắn lại cười, làm miệng méo sạch, rất buồn cười. Đại úy An chỉ huy liên đoàn biệt động 77, vào nhà cũng không buồn chào kính, mà chỉ ngồi xuống ghế, ôn tồn bảo cả hai. Các anh đừng buồn về câu chuyện vừa qua, anh em mình cả đấy. Nhưng người nào cũng có vỏ bọc, nên dễ hiểu lầm nhau đó thôi. Họ đuổi không kịp anh, nên quay lại bắt phả. Khi thấy trong túi phả có giấy chứng minh của lực lượng đặc biệt nên họ đã gọi dây, nói với tôi cho xe đến đón anh và phả để đưa về đây. Các anh muốn đi chơi, tôi sẽ đưa đến một khu vực tốt hơn. Kính không biết nói năng ra sao với cấp trên của mình, vì thực ra cuộc đi chơi hôm nay, Kính cũng đã bị động và cả phả nữa. Thấy Kính còn ngần ngừ, Khả đứng sau lưng kính Khẽ thúc kiểu tay và nháy mắt ra hiệu cho kính nhận lời đi An toàn Đừng kiểu tâm lý nhân viên của mình Nên đứng dậy Kéo tay kính ra cửa xe luôn Không để kịp rót nước mời khách Xe chạy thông thả Trên đường Trần Phú Nhuận Cách Sài Gòn độ một cây số Đỗ trước cửa một tiệm trà An đưa kính và phả Đến trước mặt một người đàn ông to béo Bộ này Tôi có hai đứa em Tình toàn muốn lại đây chơi Mong bố thông cảm Luôn tạo điều kiện tốt Giúp hai chú em tôi vui vẻ Được thôi Hai anh vào đây Muốn đến lúc nào Tôi cũng sẵn sàng Dành cho cái tốt đẹp nhất Bây giờ bố cho mấy anh em chúng tôi Nhậu nhẹt chút gì Để giải phiền cho hai chú em Vừa gặp chuyện không vui Bố cho cả mấy em Ra dự cùng chúng tôi Cho thoải mái Có ngay ông anh Mời các ông anh lên trên gác Cho tĩnh mịch Và tự do hơn Chủ tiệm vừa nói, vừa xòe cả hai bàn tay, nghiêng người rất lịch sự. Mời cả ba người lên lầu trên, và chỉ một loáng sau, trên lầu đã nổi lên những tiếng cười đùa ẩm ĩ. Tình thoảng lại có tiếng rú lên của một cô gái, rồi bàn ghế xô đẩy, cốc chén loảng xoảng. Chủ tiệm đã quen với những tiếng động ấy, nên tàn nhiên ngồi nhìn ngẫm cuốn chuyện, tiếu ngạo giang hồ. Tiệc vui kéo dài đến gần chiều mới dứt, an vẫn tỉnh táo đến cửa hàng trả tiền cho chủ tiệm nhưng kính và phà thì có vẻ mệt mỏi còn tránh choáng hơi men và hơi tỉnh ái khi kính và phà đã lên xe an nổ máy và bảo kính nhẹ nhàng sắp đến ngày nhận nhiệm vụ rồi các anh cũng không nên quá ham chơi và còn phải giữ sức khỏe nữa chứ không thấy tiếng ai trả lời an đưa mắt nhìn lại phía sau thấy kính và phà đã ngả đầu ra sau đệm lim dim ngủ chiếc xe nhẹ nhàng vụt lao về phía thành phố. Cũng vẫn trong ngôi biệt thự xanh mát, vắng vẻ tĩnh mịch, đại úy An đang tiếp một người chạc ngoài 30 tuổi, mặc bộ bà ba trắng, tóc người này húi ngắn, khuôn mặt chót và dài, hai gò má nhô cao như muốn che đôi mắt nhỏ, lúc nào cũng như người bị trói nắng, mắt lim dim, sống mũi gồ lên khoảng xuống, nhìn đôi môi mỏng tuệt và thâm xì Mỗi khi người đó nói Chỉ như là phát âm qua kẽ răng Mà không thấy nhách mép Giọng nói đều đều, nhỏ gọn Kể từng sự việc cho đại úy An Đang cắm cúi ghi vào sổ tay Thỉnh thoảng An lại ngắt lời người đó Để hỏi thêm một vài chi tiết Anh thấy lâu nay Thằng Kính có vẻ tư lự lắm à Anh có rõ nguyên nhân vì sao chưa Theo tôi nắm tình hình Qua con vợ nó thì có thể là nó sợ chạm chán với Việt Cộng ở ngoài ấy Nó sợ chết Anh điều tra xem Kính còn hạ hàng thân tích gì ở quê nhà không Ngoài thằng anh vợ ra Tôi chưa hiểu biết gì hơn về gia đình nó Nhưng tôi xin lưu ý Để đại úy đề phòng tư tưởng của thiên kính Và tìm cách nắm chặt lấy nó Để nó không phản lại chúng ta Đấy là phần việc của tôi Anh cứ tiếp tục theo dõi hành động Và tư tưởng của thiên kính Dù sao nó cũng là toán trưởng nên ta phải chú ý nắm chắc lấy nó nếu thấy nó có ý gì khác anh phải báo cáo ngay cho chúng tôi rõ bất kể giờ giấc nào vì ngày đi cũng không còn xa nữa còn tên phà ra sao thằng này liều lĩnh gàn góc và tin được nó chơi thân với kính nhưng không nhút nhát như kính còn thằng cống và những đứa khác bọn này sống chết không kể đến ngày mai nhưng chúng chỉ liều lĩnh mà không tinh khôn như tên kính được rồi anh xem mọi hành động của toán nhất là những suy nghĩ của chúng nếu một tên nào tỏ ra hoang mang thì không thể tung chúng ra đi làm nhiệm vụ được làm như thế chỉ đưa cả toán nộp mạng cho việt cộng mà thôi đại úy an nói xong gấp cuốn sổ lại đứng dậy lấy thuốc giả hút và như quên hẳn tên tay sai còn đang ngồi ở đấy hắn lững thững bước đến gần cửa sổ mơ màng nhìn ra ngoài hàng cây xanh mắt. An thấy rằng việc tung người ra miền Bắc cũng không phải là dễ dàng vì chính chúng sẽ phải tự lực đương đầu với Việt Cộng trong một môi trường nguy hiểm nhất. Vì chúng đã là quân dù, quân biệt kích, đã từng đụng độ nhiều trận với Việt Cộng khi còn là quân ngụy thời Pháp. Nhưng đến nay, Việt Cộng cũng có thời gian để rèn luyện trưởng thành hơn. Và lại chính An cũng sinh ra và lớn lên ở miền bắc nên hiểu rõ tinh thần nhân dân ở ngoài đó sau những năm theo học ở trường sĩ quan đà lạt an đã từng là sĩ quan chỉ huy đại đội quân hành thứ lưu động can quét du kích ở mấy tỉnh miền trung du quê hương của an khi phát rút quân an đã liều định ở lại vì luyến tiếc những cơ ngơi đồ sộ của bố mẹ để lại bốn năm ngôi nhà khác rộng lớn ở hàng bồ phố bờ sông và hai cái đồn điền bát ngát ở Vịnh Yên. An cố bám lấy gia sản kích xù nhưng rồi cũng phải bỏ quê hương chạy vào trong này. Và đến Sài Gòn, mấy năm đầu An thấy xót xa tiếc của, nhưng hắn đã nhanh chóng tìm mọi cách để tu lại những gì đã mất trên quê hương. Mà giờ đây, An thấy như xa lạ và nguy hiểm, đây cạm bẫy chồng gai. Với thành tích giết nhiều Việt cộng, nên trong vòng 5 năm, từ thiếu úy An nhanh chóng nhảy lên trước đại úy. Cho đến nay, triển vọng con đường tiến của hắn còn rất xa. Miễn là hắn tổ chức và tung người ra miền Bắc được nhiều toán biệt kích. Còn chuyện chúng hoạt động, kết quả ra sao, bọn chúng sống chết thế nào, An không cần biết, mà hắn chỉ nghĩ đến một mục đích trước mắt phải đạt được là danh vọng và tiền. An thấy thời cơ đang đến, nên hắn càng bận rộn suốt ngày, để không bỏ lỡ cơ hội tiến thân nào chỉ cần trước khi lên đường toán biệt kích nào cũng có thái độ vui vẻ tự tin làm cho nhiệm vụ trước mặt tên cố vấn mỹ là được chúng phải tỏ ra can đảm cứng rắn khi xông pha vào nơi nguy hiểm để bọn mỹ tin ở tại tổ chức huấn luyện của an thì không lo gì danh vọng sẽ đến nhanh còn về sau này khi đã trở đến miền bắc số phận chúng ra sao thì lại là một chuyện khác trước mắt An phải tung được nhiều toán biệt kích ra miền Bắc Đấy là thành tích cao của hắn rồi Nghĩ như vậy An quay lại định can dặn thêm điều gì cho tay sai Nhưng tên này đã lặng lặng rút lui như một bóng ma Gian phòng trống trải và yên tĩnh An đến bàn giấy Cầm máy gọi điện đến nói chuyện Với viên thiếu tá phụ trách Phi trường Tân Sơn Nhất Sau mấy câu trao đổi Với người ở đầu dây đằng kia An tỏ ra hài lòng Đặt máy xuống gật đầu ra điều đắc ý. Hắn tu xếp gọn tài liệu cho vào chiếc tủ sắt, giấu kín trong bức tường, đứng ngắm nhìn gian buồng, kiểm tra lại các nút điện bấm an toàn rồi mới quay trở ra. Một lát sau, chiếc ô tô rất sang do chính An lái đã từ từ lăn bánh ra khỏi cổng. Chỉ nửa tiếng sau, An đã đến căn nhà nhỏ ở ngã tư Bảy Hiền, đường Lê Văn Duyệt. Đây là căn nhà của Cống một nhân viên của lực lượng đặc biệt Mà An sẽ cử cùng đi Cùng với toán cổ kính Vì vào đột ngột Nên An thấy Cống còn đã ăn sáng với Giáng Hương Cô vợ do An bỏ tiền ra Cưới về cho Cống Giáng Hương nguyên là gái nhảy Và làm tiền An biết Cống say mê cô ta Nên đã bỏ số tiền lớn Để trả cho mụ giàu Để mua Giáng Hương cho Cống thành vợ chồng Làm ơn như vậy Chẳng qua lán muốn nắm chắc lấy cống để sử dụng cống vào việc sau này thế an vào cống vội buông bát đũa đứng ngay dậy chào an và mời an ngồi an chờ giáng hương mời nước xong thì ra khỏi buồng liền đi ngay vào vấn đề anh có nghĩ gì khi sắp đi làm nhiệm vụ cuộc đời của tôi sống chết có biết lúc nào đâu mà phải lo nghĩ nhưng tôi không biết thời hạn đi làm nhiệm vụ có lâu hay không Điều đó còn phụ thuộc ở các anh Làm xong nhiệm vụ Đánh điện cho tôi biết ngay Tôi sẽ chỉ dẫn cho các anh biết Cách trở về trong này an toàn Hơn nữa Vùng ấy là địa phương Anh cũng có quen thuộc Chuyến đi này của chúng tôi Cũng gầy gò đấy Đã lâu rồi cũng chưa có số bạn cũ Còn ở thời làm lính Nay ai còn ai mất Và dòng họ thay đổi ra sao Phải thăm dò tìm hiểu cho kỹ Điều chủ yếu là các anh dựa vào nhau Để cùng làm nhiệm vụ Còn việc tìm cơ sở cũ thì không quan trọng Vì nhiệm vụ của các anh Là đánh phá vài điểm giao thông quan trọng Của Việt Cộng rồi rút ngay Anh có thân với anh Kính lắm không? Kể ra thì cũng gọi là thân Nhưng so với tôi thì sao? Bị thế nào được với đại úy? Ông đã giúp tôi nhiều nhất trong công việc Cống liếc nhìn vào trong nhà Chúng tôi thường nhau lắm Tôi chỉ tiếc một nỗi là phải đi sớm quá mà chúng tôi với lấy nhau được hơn một tháng việc ấy lo chi các anh đi rồi về kia mà chỉ là như đi tập huấn một thời gian thôi trong chuyến đi này tôi tin nhất là ở anh nên muốn dặn riêng anh một điều là nếu anh thấy trong toán đi cùng có kẻ nào hoang mang phản chắc dù là người bạn thân của anh như kính chẳng hạn thì anh cũng đừng run tay việc làm ấy chính là để đảm bảo cho đời sống của anh trở về được an toàn và sung sướng sau này tôi hiểu ý của đại úy muốn tôi phải chú ý đến hành động của mọi người trong toán chứ gì việc ấy thì được tôi đã từng khử nhiều tên tỏ ra hoang mang khi cùng tôi hoạt động biệt kích ở vùng tây bắc thuộc miền bắc trong thời gian kháng chiến vì nếu tôi không ra tay trước thì chúng cũng nộp mình cho cộng sản anh nghĩ rất đúng trong chuyến đi này tôi đặt cả hy vọng vào anh Tôi ghép xong đủ người cho Toán là các anh sẽ lên đường. Anh cứ yên tâm để chị ấy ở nhà. Chúng tôi sẽ trông nom chú đáo, không để chị ấy phải than phiền điều gì về cuộc sống khi anh còn đang làm nhiệm vụ ở xa. An nói chuyện với Cống một lúc nữa rồi mới ra về. Nhưng hắn không về nhà, mà lại lái xe thẳng đến một trụ sở bí mật khác để báo cáo kế hoạch dùng người. Tổ chức ghép Toán cho tên cố vấn mỹ biết công việc càng gần đến ngày tung lực lượng ra miền bắc an càng bận rộn đi suốt ngày hết chỗ này đến chỗ khác để chuẩn bị chu đáo cho một chuyến đi của bọn tay sai chỉ đến đêm khuya đầu óc an mới đỡ căng thẳng và lúc ấy Mình nghĩ tới cái lon đại úy của mình mang trên cầu vai sẽ sắp sửa được thay đổi những toán biệt kích được tổ chức thành công thì bước đường danh vọng của an càng rộng mở mỗi toán lên đường chót lọt đã xây cho An thêm một nấc thang để tiến lên từng cấp bậc mới. Tuy từ trước đến nay có nhiều toán ra đi mà không thấy về. Tệ hại nhất là chuyến đi đầu tiên của toán biệt kích bằng chiếc máy bay C-47 đã bị hạ ngay từ khi mới vào vùng trời miền Bắc. Nhưng chuyện ấy là việc ngoài khách quan. Còn hắn chỉ biết khi toán biệt kích lên máy bay đã tỏ ra tin tưởng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước mặt tên thiếu tá cố vấn mỹ là đủ còn số phận của những tên biệt kích ra sao an cũng không cần quan tâm đến lắm sau cái vụ chết hụt cùng đi với phả kính nghĩ lại phải dè chừng vì hắn còn có trách nhiệm đối với vợ con và cũng cần giữ sức khỏe để tỉnh táo đối phó với việt cộng ở ngoài miền bắc vì vậy kính đỡ đi chơi hơn thấy giọng này chồng có vẻ tu tỉnh Tuyến cũng vui Đã lâu lắm Tuyến với hai đứa con Mới cùng ngồi ăn sáng với chồng Tuyến pha một ấm trà đặc Và đưa cho kính đĩa sôi Còn con tâm thằng Hùng Và Tuyến chỉ ăn cháo đỗ xanh Hai đứa con sán đến gần bố Kính đưa cho mỗi đứa một cái bánh Và bảo vợ cùng ăn Thấy chồng vui Tuyến định gợi đến Chuyện kính sắp phải ra đi Thì kính lại nói trước việc này Như đã sắp sẵn ý định từ lâu Tôi sắp phải đi xa Số phận chuyến đi này còn trông chờ ở sự may rồi Theo đại úy An cho biết Thì thời gian tôi làm nhiệm vụ đặc biệt Ngoài số lương hàng tháng cũ của tôi Mình còn được lĩnh thêm phần vụ cấp Nếu chẳng may tôi có làm sao Thì đại úy An sẽ lù tù xếp Đường sinh sống cho mẹ con mình Kính nói đến đây Thì đôi mắt tuyến đã đỏ hoe Và hỏi ngay chồng Sao mình không chuyển sang làm việc khác Có được không thì mình cứ để tôi nói tiếp Cái nghề lính của tôi là như vậy Nuôi quân 3 năm Chỉ để dùng một giờ Họ chiêu đãi mình trong hơn một năm nay Để dùng vào việc Nay xin chuyển sao được Và chuyển sang sắc lính nào chẳng nguy hiểm Trong những ngày tôi sống ở Âu Cập Ở Sài Gòn Họ trả lương nhiều Chiều chuộng hết mức Nên không phải để cho tôi chỉ ở nhà ôm lấy vợ Mà còn hưởng sung sướng Sắp đến lúc rồi đấy nhưng mình cứ yên tâm Tôi tin là ở số mệnh của tôi Nếu tôi bị chết Vì mũi tên hòn đạn Thì 4 năm làm lính dù cho Pháp Đánh hàng chục trận Mà tôi vẫn còn nguyên vẹn Nếu số tôi phải chết Vì trận mạng Thì trong thời buổi chiến tranh này Ở đâu cũng chết Mình đã thấy nhà chị Phát, chị Lâm Và vô khối người khác Có chồng đi lính hoạt động Ở ngay đất Sài Gòn Mà buổi sáng còn anh anh em em vợ vợ chồng chồng buổi chiều khăn xô đã quấn ngang đầu khóc lóc thảm tiết đó sao như vậy cái số chết trận thì dù ở chiến trường nam hay bắc cũng vậy thôi nhưng sợ anh cứ nói đến chuyện ấy làm gì em sợ lắm chuyện đàn bà lo hão tôi không nói đến mà tránh được à việc gì cũng phải bàn tính trước tôi biết rõ lòng dạ bọn chỉ huy này lắm ngoài mặt họ giả ân giả nghĩa. Nhưng nếu mình có ý gì khác thì họ trở mặt ngay, mà không cần rung tay. Tôi dặn mình phải nhớ kỹ mấy việc. Đừng khóc nữa, nếu chuyến này tôi đi ngoài 6 tháng, nghĩa là tôi không về được. Mình thu xếp cho hai con về ở với ông bà ngoại, rồi đến gặp đại úy An, đòi tiền lương đủ cả một năm và tiền tuất hàng tháng. Sau đây thì tùy mình muốn đi bước nữa cũng được Còn nếu mà tôi không chết Thì thế nào cũng tìm mọi cách báo tin về cho mình Lúc ấy mình có địa chỉ của tôi Hãy nhớ báo cho tôi biết Là họ có cho mình đầy đủ quyền lợi Như họ đã hứa hay không Bọn họ là hai cháu trở lắm Khi biết đích xác Người của họ bị Việt Cộng bắn hay bị chết Nhưng họ không muốn mất Số tiền lớn Và có khi cả bọn ăn hại số tiền đó của vợ con lính nên chỉ trả lương cho mình vài ba tháng rồi nói là người của họ mất liên lạc chứ chưa phải là chết hay có khi đã đầu hàng việt cộng để nuốt không số tiền ấy mà cắt hết mọi tiêu chuẩn phụ cấp khác của vợ lính nếu mình nhận được tin tôi ở xa gửi về thì bằng mọi cách hãy phải gửi thư cho tôi biết cách họ đối xử với mình ra sao và trả lương được bao nhiêu hàng tháng thì cắt lúc ấy mình cứ ghi còn đau răng từ tháng nào để cho tôi biết sẽ liệu với họ kính nói một mạch để vợ không xen vào được ý nghĩ của mình khi căn dặn vợ xong mọi nhẽ kính cảm thấy người nhẹ nhàng một chút và khô cột kính uống một hơi hết cốc nước cà cào tuyến cứ ngồi nghe chồng nói nước mắt giàn ruộng con tâm và thằng hùng thấy mẹ nó khóc cũng sụt sịt rồi xa vào lòng tuyến. Nhìn thấy cảnh đó, kính càng thêm xúc động, nôn nao trong người. Đáng ra phải an ủi vợ con, nhưng vì trong lòng kính cũng ngột ngang, bao mới lo nghĩ, nên đâm ra gắt gỏng. Ai bảo mẹ con khóc? Tôi đã chết đâu. Thằng kính này chạm chán với Việt Cộng nhiều lần, chứ không ít ỏi gì, mà vẫn sống đến ngày hôm nay. Chuyến này tôi đi, cùng lắm là vài ba tháng lại trở về thôi. Tôi dặn mình phòng xa Thế cho nó hết ngọn ngành Còn mình để lộ ra điều gì Họ có tai mắt Mà mình biết dày già đến tôi Có khi họ lại vu cho tôi Là có bụng này dạ khác Sống ở thời buổi này Phải thận trọng Đừng để lộ cho ai rõ tâm trạng của mình Tuyến không nói gì Chỉ ôm hai con vào lòng Đôi mắt đỏ hoe Kính đứng dậy đi lại trong phòng Kéo cái ghế Giật cái màn cửa đá cái đồ chơi của thằng Hùng lăn lóc dưới đất như muốn chút nỗi bực tức, lo sợ ở trong lòng cứ nhèn lên mãi. Không khí trong gia đình nặng nề, u ám. Vừa lúc ấy thì có tiếng gõ cửa. Kính vội xua tay, bảo vợ đem con vào trong nhà. Lấy lại bộ mặt thản nhiên ngồi xuống ghế, chầm thuốc hút và nói vọng ra ngoài. Xin mời vào. À, anh Cống, đã ăn sáng chưa? Tôi vừa mới ăn xong đây Cảm ơn anh Chị ấy đâu rồi? Mẹ con nó đang dọn dẹp ở nhà trong Anh đã biết tin gì chưa? Toán của chúng mình sắp lên đường chứ gì? Anh nghĩ thế sao? Có người có ta Tôi đã đụng chạm với họ nhiều lần Cũng chẳng phải ba đầu sáu tay chi mà sợ Trong toán của mình Hình như có người còn hoang mang Ai lo sợ Thì cứ xin ông An ở lại Còn kịp tránh Cái nào còn nút nhát kẻ hay dễ chết trước. Nhiệm vụ của chúng mình ra lần này là hành động. Việc ấy thì tôi đã quen thuộc lắm rồi và tin là chúng ta sẽ thành công. Tôi cũng nghĩ như vậy và rất tin ở anh. Toàn chúng mình đi có 6 người, phải có sự tin tưởng ở nhau mới nên công chuyện. Nếu ai có tư tưởng hoang mang, chúng ta sẽ giúp họ và cùng lắm là xin ông An để họ ở lại. Vì cho đi chỉ tổ làm vướng chân chúng mình mà còn nguy hiểm thêm là khác. Chúng ta làm việc với nhau là phải giúp đỡ, dựa dẫm vào nhau để đấu tranh với mọi gian khó. Ngày đi không còn bao lâu nữa nên ông An không muốn để chúng mình chơi bời nhiều như trước. Phải giữ gìn sức khỏe. Sớm hay muộn cũng thế thôi. Một khi tôi đã chuẩn bị hành động kiên quyết. Thực ra tôi lại mong cho chóng đến ngày đi. Kèo cứ ngóng đợi chờ, sốt ruột, ruột lắm anh đã chuẩn bị cho gia đình chưa vắng nhà vài ba tháng thì có gì phải lo toan đến việc thế cống muốn hỏi thêm vài điều để hiểu được tâm của kính nhưng thấy kính trả lời với vẻ tỉnh táo phớt đời thì đã thấy yên lòng và nghĩ thầm ông an cũng quá lo xa thôi người toán trưởng phải có tinh thần gan dạ như vậy mới đúng nghĩ như thế nên cống nói chuyện tào lao một lúc rồi ra về khi cống đi được một lát thì Tuyến ở trong nhà ra Kính đã hỏi ngay Mình có nghe hết câu chuyện của tôi với anh Cống không? Thằng này mặt sứa gan lim Sắp đến ngày ra đi Nó còn lén đến tử mình Nhưng qua mắt tôi sao được Để ra đến ngoài đó xem sao Tôi sẽ có cách trị Ở nơi này phải như thế đấy Nói là một việc Làm lại là việc khác Mình nhớ kỹ những điều tôi đã dặn Phải hết sức giữ kín miệng ở bất kể bạn bè của mình. Tuyến, ngoài mặt phải nghe chồng, nhưng trong lòng thì tàn nát sao xuyến, đón chờ sự việc xảy ra vào ngày mai. Kính vừa chui vào trong xe, chưa kịp đóng cửa, thì chiếc xe đã lao vút lên phía trước. Ở đất Sài Gòn này, mẹ anh lái xe tưởng chơi ngông như vậy, nhất là khi họ lái cho nhân viên phái đoàn MAAG thì coi cái thành phố sài gòn và chợ lớn chỉ là cái bàn tay không đủ sức cho họ chạy trong một tiếng hồi kính lái xe cho bọn cố vấn mỹ cũng vậy lúc đã ngồi vào sau tay lái là chỗ tài đua như vậy ngay khi trong xe có cố vấn mỹ thì họ càng cho xe chạy bạt mạng hơn không kể gì đến luật lệ giao thông và đến tính mạng của những người đi đường ai không muốn chết thì phải tránh cho mau vì nếu có xảy ra tai nạn gì lái xe cũng bỏ đấy đã có người của phái đoàn MAAG can thiệp. Kính thấy anh trùng sĩ lái xe này cũng không phải tay vừa. Giữa phố xá đông đúc như vậy mà hắn cho xe chạy với tốc độ 70 km h Bàn tay hắn như dính chặt vào vành lái điều khiển. Xe luôn luôn như làm xiếc. Nét mặt vẫn tỉnh khô, hơi có vẻ lơ đãng đến việc chạy nhanh như vậy. Thực ra, nếu chẳng may xe có va quệt, hay chẹt chết người thì hắn chỉ việc bỏ xe lại đấy để cảnh binh làm biên bản coi như hắn làm xong nhiệm vụ Đùng đỉnh đi về đơn vị ban chỉ huy liên đoàn biệt động 77 sẽ phải cho người đến nhận xe và thu xếp công việc xe vẫn phóng nhanh bỏ lại đằng sau những tiếng người kêu tét vì hoảng sợ và những tiếng còi lanh lảnh của cảnh binh ngồi trong xe kính hồi hộp vì biết là ngày đi đã đến không hiểu sao lúc này kính lại mong có một sự rủi ro nào đấy để được ở lại. Hay đại úy An và ban chỉ huy có ý kiến phải thay đổi kế hoạch, hoãn lại chuyến đi của kính. Xe vẫn phóng nhanh, kính không thấy sợ mà còn nói khích anh trùng sĩ. Hồi mình lái xe cho phái đoàn MAAG cũng cho xe chạy thả cửa và còn hơn thế này nữa. Xe chạy càng nhanh, cố vấn Mỹ càng quái vì phục tay nghề của bọn mình lái xe quá thành thạo. Cậu cho chạy nhanh hơn Mình cũng vẫn thích mà Anh trung sĩ chỉ khẽ nghiêng đầu Một tay để vào vành lái Tay kia khẽ vung tay Làm hiệu cho kính thấy hắn Cũng không kém cỏi gì Về cái nghề này Nên khẽ nhấn chân ga Cho xe vụt lên phía trước Xe đỗ trước trụ sở Của đại úy An Kính bước xuống đường Chưa kịp quay lại chào anh bạn cùng nghề Thì người lái xe đã cho xe chạy vụt đi bỏ kính đứng ở hè Trưng hửng như đánh mất vật gì bước chân vào trong biệt thự kính mới tới xung quanh vắng lặng nên rụt rè gõ cửa mà không dám đường đột xộc vào ngay khi nghe thấy tiếng mời vào kính bước qua cửa đã thấy hai cố vấn mỹ vội đứng nghiêm chào một tên cao mặt dài xương xương đôi mắt lúc nào cũng hùm húp và xanh lẻ nhìn vào ai như muốn sấy vào tận tim người ta còn tên kia thì béo tốt, to lớn Chính là tên đại úy Mà An đã tiếp hắn tại đây vào tháng trước thấy kính đứng nghiêm chào Hai tên Mỹ vẫn thản nhiên ngồi hút thuốc lá Không thèm nhìn lại Đại úy An vội giới thiệu với chúng Kính là toán trưởng Lúc bây giờ tên Mỹ cao Với dáng điệu như diễn viên điện ảnh Đứng dậy tiến lại gần kính Kính đứng ngay như tượng gỗ Chờ đợi cái bắt tay của hắn Nhưng tên này đến gần Cúi xuống nhìn vào tận mặt kính nắm tay sờ lồng ngực vỗ vào đầu kính kêu lên như mèo sau đó hắn quay lại nói với an một chàng tiếng mỹ nghe như tiếng người nói giọng líu lo an liền vẫy kính lại gần ben chỉ vào tấm bản đồ chẳng chịt đường xanh đỏ có những nét bút mực vòng từng khu vực bảo với kính theo lệnh của hai cố vấn mỹ toán của anh sẽ nhảy du xuống điểm a nơi đây là rừng già núi cao hiểm trở từ một 000 đến hai m mét trên bình độ không có bản làng nào cả. Khi xuống đến đất an toàn, cả Toán Anh sẽ phải vận động đến điểm G gặp Mạnh Hùng, nhận giấy tờ hợp lệ và tìm cách đến thị trấn Đô Lương. Ở đó Mạnh Hùng đã bố trí được mấy cơ sở, họ sẽ có cách hóa trang cho các anh ăn ở hợp pháp. Toán của anh sẽ tiến hành điều tra, phá hoại được chiếc cầu sắt và Việt Cộng mới bắt trên con đường 1B. Thời gian để các anh hoàn thành nhiệm vụ là 6 tháng nếu làm xong sớm công việc thì các anh sẽ có thể trở về miền nam sớm hơn chúng tôi sẽ tự động tìm đường về hay chờ mệnh lệnh làm xong việc các anh báo cho mạnh hùng biết để hắn đánh điện cho bọn tôi lúc đó tôi sẽ hướng dẫn cho các anh một con đường riêng về đến trong này an toàn và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này anh sẽ được phong thiếu úy và còn nhiều quyền lợi được khen thưởng xứng đáng với chiến tích của các anh chúng tôi xin cố gắng tin tưởng ở tài chỉ huy của đại úy và hai cố vấn. Ông cố vấn lúc nãy khen anh khỏe và có dáng nhanh nhẹ, ông tin là anh sẽ đảm đương được trách nhiệm tốt. Tái đại úy An nói là cố vấn Mỹ khen mình, kính quay người lại phía tên cố vấn đó đứng nghiêm và khẽ cúi đầu chào tỏ lòng biết ơn. Hai tên cố vấn Mỹ hài lòng, cười tùng tìm khi thấy kính có thái độ nghiêm chỉnh, nét mặt cương quyết, không tỏ ý lo sợ, nguy hiểm tên Mỹ to béo chia cho kính hộp thuốc lá Goldfrake. Kính nhón lấy một điếu rồi lại nghiêng đầu cảm ơn. Tên cố vấn búng ngón tay đến tách một tiếng, khẽ vẫy ra hiệu cho kính ra ngoài. An nhìn bảo với kính chờ hắn ở hành lang và sẽ nói chuyện sau. Kính chờ hành lang, hút xong điếu thuốc mới thấy An tiễn hai cố vấn ra xe. Thế An có vẻ lạc quan và hai cố vấn Mỹ phớt tỉnh. Kính tin là mình sẽ đem về thắng lợi và hình dung ra cái lon thiếu úy với số lương hàng tháng hơn một vạn bạc có quân hầu và xe jeep đưa đón riêng kính khấp khởi mong chóng đến ngày ra đi thưa đại úy bao giờ chúng tôi được lên đường mai hay ngày kia thôi chiều hôm nay anh và các anh em trong toán tập trung tại nhà an toàn để nhận lệnh tôi rất tin ở tài tháo vát và trí dũng cảm của anh sẽ đem lại kết quả tốt cho chuyến đi này Mạnh Hùng đã điện về cho biết là tại vùng các anh sẽ nhảy rủ xuống. Nhân dân rất ủng hộ người của ta ra giúp họ nổi dậy chống lại cộng sản. Anh cứ yên tâm làm công việc. Vợ con các anh sẽ được chúng tôi trông nom chủ đáo. Trong khi các anh hoạt động ở xa, tự tay tôi sẽ đưa lương hàng tháng và món phụ cấp nguy hiểm cho từng gia đình. Riêng về chị Tuyến, tôi đã xin ông thiếu tá phụ trách phi trường cho và bán hàng căng tin để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Làm cái vốn sau này Chị sẽ đem hai cháu Ở vào luôn trong đó Tôi đã thu xếp nhà ở đàng hoàng cả rồi Kính nghe đại uy An nói Sẽ đưa vợ vào cả ở trong phi trường Làm nhân viên bán hàng ở căng tin Cho các sĩ quan và lính Không phải vì nhân nghĩa Mà chính là để bắt giữ con tin Để phòng kính phản bội Nên kính rất bực mình Tuy vậy kính không dám phản đối Mà chỉ lấy cớ Là vợ con đã được ông bà ngoại đón về nhà ở rồi. Nếu vợ con dọn vào ở trong phi trường thì trở ngại cho sự đi lại của ông bà ngoại đến thăm non. Chúng tôi bố trí cho chị và làm việc trong phi trường chính là để bảo vệ chị và hai cháu còn bị Việt Cộng làm có dễ. Biết đâu các anh ra miền Bắc không bị lộ và bọn Việt Cộng sẽ không tha về khủng bố gia đình các anh. Tôi thích nghĩ việc chúng tôi đi là hoàn toàn bí mật nếu không thì chúng tôi mới đặt chân xuống đất ở miền bắc sẽ bị sa vào tay việt cộng ngay thầy kinh nói có vẻ như chất vấn về nguyên tắc bí mật an vội chữa lại việc các anh đi là hoàn toàn bí mật chỉ có tôi và hai cố vấn mỹ biết mà thôi đây là tôi đề phòng trường hợp không hay xảy đến mà ai biết hết được chữ ngờ anh cứ yên tâm mà đi chúng tôi và chính phủ cộng hòa không bao giờ quên các anh những chiến sĩ thần phong có công lớn trong việc bảo vệ tổ quốc tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội ta tiến ra miền bắc sau này trước khi các anh ra đi tôi đã cho hai phi vụ thàng tiếp tế và các vận dụng cần thiết anh hùng sẽ chịu trách nhiệm cất giấu các hàng này để các anh dùng đủ trong thời gian hoạt động ngoài đấy chúng tôi cũng mong làm được việc và không bị bỏ quên trong toán của anh có anh phả tính ngổ ngáo nhưng hơi đần anh chú ý kèm cặp nó kèo nó làm lỡ việc tôi tạm thời phải sử dụng nó vì nó liều lĩnh và cũng tin ở anh sẽ chỉ huy bảo ban nó được còn toán phó là anh cống nhưng anh cũng cần giúp cống trong cách cư xử xử trí mưu mẹo hoạt động để tránh cho cống làm liều hy sinh vô ích các anh cần nhớ là nếu chẳng may sa vào tay việt cộng thì chỉ có bị tra tấn đến chết mà thôi vì thế các anh phải chiến đấu đến cùng Lỡ có ra vào tay họ Thì hãy dành viên đạn danh dự cho mình Quyết không chịu đầu hàng Nhưng đây là tôi nói phóng xa Còn các anh xuống đến miền Bắc an toàn Hãy tìm đến Bản Mét Cách nơi các anh nhảy dù 10 km Về phía Đông Nam Gặp anh Hùng Các anh biết mặt nhau rồi Không cần phải mật hiệu nữa Anh Hùng sẽ chịu trách nhiệm Bố trí cho các anh phân tán Vào các cơ sở đã chuẩn bị nói đến đây đại úy an nhìn thẳng vào mặt kính vừa như có vẻ vỗ về vừa như có ý đe dọa tưởng là sẽ thu phục được lòng tin cậy trung thành của kính nhưng đã là một lính biệt kích từ lâu và đã từng là lính dù lăn lộn trong nghề đánh thuê kính không lạ gì những mánh khóe đó nên ngoài mặt kính vẫn trả lời rắn rọi hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh của đại úy an còn bên trong thì kính lại đang tính toán đến cách giữ miếng cho mình và cho vợ con. Từ đại úy, tôi sẽ không làm hổ thẹn cho danh tiếng chiến binh trong liên đoàn 77. Tôi sẽ không lùi bước trước kẻ thù và quyết một sống một mái với Cộng sản. Chừng như hài lòng về lời hứa của kính, nên An đứng dậy lại tủ lấy chai whisky đã vơi một nửa, rót đầy ra hai cốc mời kính cùng cạn, để chúc cho chuyến đi màu thắng lợi. Anh còn hứa đến ngày Kính trở về sẽ đưa cả toán đến tiệm trà ở An Nhân và lúc ấy sẽ để anh em thả cửa vùng vẫy. Kính xin phép ra về thì đại úy An giữ lại, Thân Trinh đánh xe đưa Kính về nhà. Đúng 6 giờ chiều hôm sau, Kính và cả toán đã tập trung đầy đủ ở nhà an toàn. Thế là Kính bắt đầu bước vào một cuộc sống căng thẳng và phải gác tất cả những giờ phút la cà ở các bar các tiệm ăn, phá phách và trêu chọc các cô triều đại viên. Gặp nhau ai cũng rẻ rặt, hỏi thăm về việc chuẩn bị cho mình và cho gia đình ra sao. Không ai còn lòng dạ nào, cười nói vồn vã, ẩm ĩ như khi đến tiệm ăn, tiệm nhảy. Một giờ sau, chiếc xe fly mau, nửa xe trên sơn màu sữa, nửa xe dưới sơn màu xanh ra trời, êm nhẹ lăn bánh đến nhà an toàn đón bọn kính đi giữa bữa tiệc tiễn chân. Mọi lần thấy chiếc xe ấy đến là bọn kính đã nghĩ cho mình một chương trình ăn nghịch và phá vách. Nhưng lần này, thấy chiếc xe ấy đến, bọn kính lại ngại ngùng với ý nghĩ phải chăng giờ lên đường đã đến. Bữa tiệc tiễn đưa do Đại Uy An tổ chức rất sang trọng. Những cô triều đại viên lẳng lơ ngồi hẳn vào lòng bọn kính mời rượu. Kính thấy anh em trong toán ai nấy đều có vẻ vui gượng không đùa nghịch như mọi lần làm cho các cô chờ đại viên lì lợm trong làng chơi cũng phải đỏ mặt một cô chờ đại viên người đài loan nói tiếng việt chưa sõi kéo đầu kính áp vào chiếc ngực đồ sộ của mình cầm ly rượu nũng nịu các anh định đến đệm chúng em lần chót hay sao mà anh nào cũng từ bi như đức phật phật đến với chúng em cũng phải cười cơ mà Ngày cô chờ đại viên nói kính bật cười vui lòng uống cạn ly rượu không khí bữa tiệc trở lại náo loạn chỉ một lát sau tất cả các cô triều đại viên gần như trần như nhậu trên mình chỉ còn chiếc quần lót mọc xíu bằng ni lông chè hớ hênh chỗ kín nhất an gọi lấy thêm rượu và cốc lớn bắt các cô phải chúc rượu mọi người an cũng cầm cốc lớn đứng dậy giờ cào trịnh trọng chúc sức khỏe anh em để lên đường và ép mọi người phải uống cạn một hơi tiệc tan kính thấy đầu nặng chịu một phần vì hơi men chuyến choáng phần khác vì chiếc vừa lai mau không đưa bọn kính về nhà an toàn nghỉ mà lại mở tốc độ lớn vụt đi xe hết rẽ trái lại sang phải chạy lung tung trong thành phố một lúc rồi mới ra ngoài qua lần kính mở che kín cả hai bên và phía sau phía trước cũng bị ngăn cách bởi ghế người lái kính chỉ nhìn thấy ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy ở hai bên hè phố và thưa dần khi ra ngoài thành phố. Một lát sau, xe dừng lại giữa phi trường rực sáng ánh đèn điện. Đại úy An xuống xe, thì ở sân bay có một người chạy đến nói thì tầm một lát. An tỏ vẻ bực tức, lẩm bẩm mấy câu, rồi chui vào trong xe, bảo với tài xế lái quay về. Xe lại chạy loanh quanh, hết ngả này sang ngả khác. Khi bọn kính đã buồn ngủ chập chờn, thì về đến nhà an toàn. Đại úy An cho họ biết. Vì điều kiện bất thường Nên chuyến đi tối nay phải hoãn lại An còn nói như thanh minh Là vì phi trường mới thiết kế Xây dựng nên chưa đủ phương tiện chú đáo cho một chuyến bay đặc biệt Nghe An nói Kính chỉ cười thầm trong bụng nghĩ Các ông có thủ đoạn với thằng này làm gì Tưởng nói thế là đánh lạc hướng được bọn tôi Hơn một năm lái xe cho phái đoàn MAAG Đưa bọn cố vấn Mỹ qua lại phi trường này như cơm bữa thì ai còn lạ gì sân bay tân sơn nhất mấy hôm trước kính mong ngày đi chậm đến đêm nay tường đã ra đi bây giờ lại bị hoãn lại không thực hiện được làm kính lại chán nản kính nghĩ rằng thà phải đi ngay để sự việc rồi ra sao cũng phải xong còn nấn nát lại ngày nào bọn kính càng già người đi vì lo lắng chờ đợi như người sắp phải lên máy chém bị tấm phiếu gỗ lim để chặt lấy ngang cổ. Chừa cái đầu ra ở phía trước không thể cựa quậy được. Lưỡi dao bằng thép nặng 15 kg, vát chênh chách sáng loáng, được kéo lên cao rồi cài chốt lại. Chờ người đao phủ kéo dây chốt để lưỡi dao phấp xuống. Nhưng lưỡi dao cứ lơ lửng như vậy mà không rơi xuống, làm cho bọn kính phải chịu đựng giờ phút chờ đợi căng thẳng đến chết. Những ý nghĩ ấy làm kính bàng hoàng cả người. Nắm được tâm lý của bọn kính, nên khi đưa bọn kính về nhà an toàn, An còn ngồi nán lại nói chuyện vui, kể cho bọn kính nghe những câu chuyện về các toán khác như Tốn, Lĩnh và Liễu đã từng đi trước bọn kính và đang hoạt động tích cực ở ngoài Bắc. Vợ con những anh em đó được ban chỉ huy liên đoàn 77 thường xuyên đến thăm hỏi, đưa tiền, giúp đỡ vật chất nên đời sống ung dung lắm. Tuy vậy, An cũng không quên kể về một vài người khác đã phản bội và đầu hàng Việt Cộng. Còn nói trên băng ghi âm để Việt Cộng phát thanh vào Nam, kêu gọi những người khác bỏ ngũ, thì vợ con mấy kẻ đó cũng bị xử lý cứng rắn. An nói câu chuyện vừa như động viên, vừa như đe dọa Kính. Còn Kính lại hiểu rằng chẳng có anh Tốn, anh Vĩnh, anh Liễu nào cả. Vì nguyên tắc của Liên đoàn 77 tổ chức các toán biệt kích này, hoàn toàn bí mật Có bao giờ An lại nhẹ dạ kể cho họ những tên đang hoạt động ở ngoài đó Bọn Kính và Cống đều hiểu rõ Nghe gián điệp và nói dối như quậy Chính trong cuộc sống của Kính đối với bạn bè Dù là thân quen cũng đã từng áp dụng mánh khóe như vậy Và có khi đối với cả vợ con mình Họ cũng nói một đằng làm một nẻo Đêm Sài Gòn, cuộc sống bên ngoài vẫn quay cuồng, dâm loạn dưới ánh đèn nê ông xanh đỏ đủ màu sắc những cổ vũ nữ lõa lổ những khách ăn chơi đàng điếm vung tiền như nước trong những trận cười điên dại còn bên trong cuộc sống phồn vinh giả tạo ấy thì ở các cơ quan gián điệp các trại lính liên đoàn bảy bảy các pháo đài quân sự người ta lại âm thầm chuẩn bị súng đạn để bất ngờ gây ra những cuộc tranh giành quyền lợi những cuộc thảm sát đẫm máu mà rồi nạn nhân chính là những người dân hiền lành vô tội phải chịu đựng trong phòng làm việc của đồng chí trưởng ty công an nghệ an đồng chí cục trưởng cục chính trị vặn lưng cho xương sống kêu răng rắc duỗi cả hai chân ngả người ra ghế tượng thế mới biết mỗi năm mỗi một tuổi khác vài ba năm trước mình bon hết tây bắc lại việt bắc mà chẳng sao đến nay mới có mất ngủ một đêm mà đã thấy mệt bã người rồi anh uống nước chè đặc cho đỡ mệt tôi pha đường rồi đấy các tuổi chúng mình đã qua kỳ gian khổ thiếu tốn ác liệt nhất khi chống pháp đến nay lại chống mỹ cũng bị hao hụt sức lực lắm rồi cố gắng làm cho xong cái thằng này cũng phải vài chục năm như bác hồ đã nói chúng mình phải bồi dưỡng kinh nghiệm sống cho lớp trẻ sắp sửa thay thế lớp già đã mãn chiều Các trẻ bây giờ họ tinh khôn có trình độ kiến thức hơn cái tuổi của mình thời đó họ thiếu cái chính chắn kín đáo và cẩn thận lo xa như tuổi chúng mình mà thôi vì vậy dù nhận được điện của anh cho biết gọn gàng an toàn đồng chí bộ trưởng không phải không tin các anh nhưng vẫn căn dặn tôi phải xem xét tỉ mỉ mọi khía cạnh để quyết định phương án một trong vụ này đồng chí đã cho tiến hành hỏi cung bọn chúng chưa cũng mới rậm rạp và còn chờ anh xuống tôi mới nhận được điện báo lúc đêm của bộ nói là anh đã lên đường từ tối hôm qua chúng ta cùng xem xét lại việc này kể từ hôm bắt được chúng đến hôm nay mới là ba ngày ba đêm nhỉ đồng chí có thể mời đồng chí nào biết tường tận nhất việc này báo lại cho chúng ta biết diễn biến từ đầu đến cuối câu chuyện và trước mắt tôi đề nghị đồng chí cử cho vài ba trinh sát xuống địa bàn thăm dò dư luận nhân dân quanh vùng đó xem có ai đã biết gì về việc những tên biệt kích bị bắt này chưa tôi đã tiến hành xác minh sự việc và cho điều tra dư luận quần chúng ngay sau khi được tin bắt gọn cả toán biệt kích nói chung là sự việc êm thấm anh chị em dân quân cũng đã học tập nguyên tắc bí mật quân sự và nhất là đã được cán bộ công an huyện phổ biến việc giữ kín việc này coi như chưa có việc gì xảy ra ở địa phương họ để công an tiếp tục làm nhiệm vụ nhưng theo ý anh tôi sẽ cho trinh sát xuống địa phương nắm kỹ lại tình hình một lần nữa trong khi trinh sát đi nắm tình hình Ở nhà chúng ta bàn việc Tiến hành phương án một nhé Nhất trí với anh Để tôi mời đồng chí trưởng phòng chính trị Cùng dự bàn Cuộc họp có bốn người Nhưng cũng bàn cãi sôi nổi Từng chi tiết hành động cụ thể Và mãi đến quá trưa Khi cấp dưỡng hai ba lần Mời các anh đi ăn cơm mới tạm nghỉ Tuy vậy Có một điểm mà đồng chí cục trưởng vẫn phân vân Nếu như toán biệt kích Sau này nhảy dù xuống mà nhân dân không được báo trước sẽ tự động tổ chức vây lùng thì kế hoạch bắt gọn chúng rất khó thực hiện được dù sao nếu xảy ra tình huống ấy cũng là một cách để nhân dân thực tập nâng cao ý thức cảnh giác đánh địch càng tốt trước sau gì ta cũng sẽ bắt được chúng nhưng nếu để nhân dân phải bao vây truy lùng thì tốn công sức trong khi nhân dân còn phải tập trung vào sản xuất nông nghiệp các bạn vừa nghe xong phần 3 Tập truyện phản rắn Cuộc đời tên biệt kích Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm like, share và ấn nút đăng ký Để ủng hộ chuyện tình báo đã được 100.000 người đăng ký kênh Đó cũng là sự động viên vô cùng quý giá từ phía khán giả Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình phát sóng lúc 20 giờ tối hàng ngày trên kênh